Vừa ngồi xuống chưa kịp nói chuyện nữa thì anh nói với em vậy nè. Anh nói với em cái này thì để cho em có xác định là hai đứa có quen hay nhau hay không. Cái em nói thì anh cứ nói đi, anh không biết chữ. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trên sân khấu bây giờ là hai sắc hồng rực rỡ. Rực rỡ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em giới thiệu em Trần Hoàng Phương. Mai em 25 tuổi. Em hủ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Em còn hủ bóng đá hả? Dạ. Em đá hạng gì? Hạng tiền đạo. Tiền đạo. Wow. Ồ vậy đó hả? Được lắm nghe. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trương Thiên Lý. Hiện tại em đang làm công việc là công ty tài chính FE. Dạ năm nay em 23 tuổi. Mời các em chia sẻ về chuyện tình của các em. Em gặp ảnh thì bữa đó là tại vì em có một người bạn. Bạn đó thì có vé đi xem bóng đá mùa giải V-League 2017. Là lúc đó ảnh đá cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Em gặp ở trên sân Thống Nhất á. Thì khi mà cái đội hình ra thì em thấy em là người để ý ảnh đầu tiên. Tại vì ảnh là người nhỏ con nhất trong các anh. Trong đội Dạ đúng rồi. Nhỏ xíu à. Nhưng mà em chẳng để ý cái gì khác ngoài cái bờ mông hết trơn. Cái gì? Bờ mông. Dòng ba. Bờ mông hả? Trời ơi, anh nó xin phép. Bờ môi hả? Môi. Lần được nghe bờ mông. Phương Phương, em có thể đứng lên cái được không? Trời ơi, đúng rồi. Dòng ba, thứ dữ. Rồi lúc đó em có thấy cổ không? Dạ không, em đá của anh mà em đâu thấy khán giả nhiều. Sau đó như thế nào? Sau đó thì em mới biết là ảnh tên gì. Em mới lên Facebook check ra cái tên của ảnh. Thì ra đúng cái cầu thủ đang đá tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi em nhìn vô mới thấy là ảnh vẫn còn đang độc thân. Dạ, sau đó em là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Và ảnh cũng trả lời lại với em. Lúc mà em nhận được tin của cô này á, cô vợ em bây giờ đó, thì cùng cái lúc đó là em có nhận được tin của ai khác không? Hay là chỉ có một mình tin của cô thôi? Dạ không. Vậy hả? Dạ em. Hèn chi ông trả lời. Và tụi em nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp mặt? Dạ khoảng 3 tháng. Sau khi tụi em chính thức gặp mặt thì nó còn có cái chuyện gọi là chắc là đặc biệt nhất luôn. Sao? Trong cuộc sống của em. Sao? Tới hiện tại bây giờ. Là gì? Sau khi em gặp mặt ảnh ở rạp xem phim. Thì vô tình bữa đó là em đi coi phim Mẹ Chồng. Thì không biết sao mà em tự em đặt phim Mẹ Chồng. Tại vì có nhiều phim nước ngoài lắm lại không đặt. Thì em và ảnh gặp nhau, em thấy ảnh mua sẵn bắp nước này kia luôn. Xong vừa ngồi xuống chưa kịp nói chuyện nữa thì ảnh nói với em vậy nè. Anh nói với em cái này thì để cho em có xác định là hai đứa có quen hay nhau hay không. Cái em nói thì anh cứ nói đi, anh không biết chữ. Dạ. Nói thẳng với em vậy luôn, nói thật nói thẳng luôn. Mặc dù hai đứa chưa đi coi phim. Em nói là ủa anh đùa hả? Anh không biết chữ sao anh đi biết rạp mà anh tới đây anh xem phim. Anh phải biết chữ anh mới đi coi được chứ đúng không? Không, anh nói thiệt. Lúc đó lòng em cũng bới rới lắm, không biết nói sao nữa. Rồi cũng vô xem phim xong á thì em vẫn nói chuyện với ảnh bình thường. Ảnh còn nói với em là anh cho em thời gian suy nghĩ. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Yeah. Ủa vậy chứ sao mà em nhắn tin được? Nếu mà không biết chữ sao nhắn tin cho em? Kêu cái anh uống cà phê vô ảnh nhắn giùm. Vậy đó hả? Có nghĩa là trong 3 tháng là em nhờ người khác nhắn tin cho em. Dạ đúng rồi. Rồi sao ta? Rồi ví dụ giờ không có anh đó rồi sao nhắn? Ghi âm quen rồi. Dạ đúng rồi. Lúc đó là mình sẽ bấm voi dạ, đúng không? Dạ. Tại vì lúc đó em về thì em vẫn suy nghĩ tới chuyện là anh ấy không biết chữ thì sau này công việc nó như thế nào. Thì tại vì lúc đó em cũng nghĩ là đối với em cũng chẳng sao cả. Xong em mới nói ảnh là thôi thì em với anh quen nhau đi, em không có quan trọng cái vấn đề đó. Là bắt đầu từ bữa đó trở đi là tụi em ghi âm không. Ghi âm không? Dạ, còn từ bữa trước đó thì là người khác nhắn tin với em. Ê, cho anh hỏi một câu vui nghe. Dạ. Thí dụ như tối khoảng chừng 10, 11 giờ mà em lỡ em nhắn tin với ổng. Rồi lúc đó không lẽ em cũng chat với ông kia để cho ông kia nhắn tin giùm cho em. Lúc mà nhắn tin lúc đó vô anh kia về mình nói vợ em nói thôi anh đi ngủ sớm đây mà anh về sớm. Rồi ví dụ giờ vậy đi, giờ cái tên đường hoặc là địa chỉ rồi này kia nọ rồi sao ta? Tại ra nhiều khi nó khó khăn lắm á đúng không? Bây dạ, giờ tại vì cái gì phải trao hồ hết. Dạ, thì là lúc đó em xử lý làm sao? Em đi từ đó rồi có đặc điểm gì á, chỗ bên kế bên không có đặc điểm gì á mình nhớ. Nhớ cái đường á đường gì. Vậy đó hả? Dạ. Ví dụ như sáng nay lên đây quay á, rồi ai là người tìm đường? Tìm đường
tìm đường lên vợ em quay. Vợ em gọi sao chỉ đạo. À, em chở xong vợ kêu quẹo thì quẹo. Ờ, thẳng thì thẳng, đúng không? Thực sự là cái chuyện mà không biết chữ đó nó sẽ rất ảnh hưởng nhiều đến cái những cái kiểu như cái sự lãng mạn trong trong cái chuyện mà hai đứa yêu đương nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng có một lần là hai đứa em đi Bến Thành chơi thì vô tình là đi gửi xe, em cũng quên mất luôn là anh không biết chữ. Thì tự nhiên người ta là lối ra, ảnh đi chạy xuống. Xong em mới nói là ủa anh ơi, cái này là lối ra mà tự nhiên anh chạy xuống vậy. Cái ảnh im lặng luôn á chị. Xong cái ảnh lại chạy lên lại, xong rồi đi lại đúng một cái lối vào. Còn cái chuyện nào nữa không? Thí dụ như bước vô quán ăn thì ăn, người nào coi menu? À dạ là em. Tại vì vô lúc nào cũng là em hết á. Nhưng mà tính tiền là ảnh. Phải biết, dạ biết đến tiền biết. Cái đó là cái quan trọng, dạ, đúng không Hoàng Phương? Dạ. Nhưng dạ. mà bây giờ có học chưa? Bây giờ là đang cố gắng. Dạ học cũng chưa? Có học, học cũng có mấy anh dạy trong sân dạy nhiều lắm mà học mau quên. Ồ vậy dạ. hả? Gì cũng nhớ, chỉ có chữ quên. Gì cũng nhớ, chữ quên. Kỳ vậy? Tức là hồi nhỏ là cứ học tới lớp mấy thì thôi không học nữa? Có đi học bổ túc rồi. Đi học bổ túc rồi dạ. mà cũng không có nhớ dạ. được. Em có kèm không? Bây dạ giờ có, em dạ mới có. Là người kèm dạ, dạ có, nhưng mà đọc thì kiểu như là ghép được một hai từ à. Còn ba từ trở lên thì không biết. Nhưng mà 24 chữ cái là em biết hết không? Cũng thuộc. Gần thuộc hả? Dạ. Nhưng mà phải học nghe chứ để dạ. chỗ nó khó khăn, nó trở ngại cho mình nhiều lắm luôn á. Đúng rồi dạ. Tại vì bây giờ cái gì cũng phải tra lên Google rồi này kia nọ các thứ á. Dạ đúng rồi. Đó cho nó sẽ rất khó khăn cho mình đó. Nó nghe này có con chưa? À dạ có. Có rồi mà. Dạ. Rồi mai mốt dạy hai đứa luôn. Dạ. Ủa rồi tụi em yêu nhau được mấy tháng thì là lấy nhau? À, tụi em yêu nhau tầm khoảng 7-8 tháng. À, nó cũng tiến triển hơi nhanh. 7-8 tháng nhưng mà yêu xa hả hay là lúc đó làm sao? Dạ yêu xa. Anh đi đá nhiều. Dạ đúng rồi. À, đi đá nhiều thì lúc trong vòng 7-8 tháng thì như tụi em gặp được 4-5 lần. Mấy ông sơ cầu thủ á, ta nói là sức khỏe dữ lắm. Dạ. Dẻo dai dữ lắm. Có nhiều cái nó dữ lắm. Vậy thì lúc mà mới quen là ông có rủ đi đâu không? À, dạ có. À, hai tụi em đi Đà Lạt. Thì đi Đà Lạt thì đâu có thể nào ở hai cái khách sạn được. Nên là em và anh ở chung một cái khách sạn. Có chung phòng không? Dạ có. Còn chung có giường. Giường không? Dạ có. Tôi hỏi tới đó rồi đó. À, nhưng mà trước lúc mà tụi em mặn nồng với nhau thì tụi em cũng có một cái giao kèo, một cái giao ước với nhau là nếu mà có em bé đó thì sẽ cưới, còn nếu mà không có em bé đó sẽ không cưới. Như vậy chắc chắn là có. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Là sau cái đêm mặn nồng đó như là chắc cũng phải cả đêm luôn á. Thì thì khoảng từ 2 tới 3 tuần sau là biết tin có em bé luôn. Là cưới. Dạ là cưới. Biết em có em bé thì em có liên hệ với lại chồng em. Thì chồng em nói là để anh kêu ba mẹ qua hỏi cưới em. Vì lúc đó ảnh đang ở trên đội, không có thể nào về được. Thì mẹ của ảnh thì cứ nói là ảnh giỡn không à. Mà bữa đó thì ba mẹ em chở đi lên coi ảnh đá banh. Có ba mẹ ảnh luôn. Thì em mới không thấy ba mẹ ảnh nói năng gì hết. Em mới hỏi là ủa bác ơi, bác có biết tin con có em bé chưa? Em hỏi thẳng thật vậy luôn. Dạ. Có nghe Phương nói nhưng mà bác tưởng giỡn. Thì lúc đó ba mẹ mới thấy vậy, ba mẹ mới nói là không có giỡn đâu chị, bé nói thiệt đó. Thì ba mẹ anh Phương nói là vậy để em về em sắp xếp ngày thì em qua em hỏi cưới bé liền. Dạ thì cái đêm mà em ở Bà Rịa đó, thì lúc đó là ảnh đang đá ở trên sân, thì gia đình em đang ngồi coi. Thì lúc đó trong lòng em cứ nghĩ là chắc là cũng phải có làm cái gì đó để bất ngờ, cầu như kiểu như cầu hôn mình thật là lãng mạn, như là anh đá vô trái banh đó thì anh sẽ chạy lên cái ao, anh gửi cho em một cái nhẫn cưới hay gì đó. Không có. Mọi thứ vụt tan. Trước cái ngày đó thì anh mới nói là bữa đó là cũng là trúng cái ngày sinh nhật em luôn. Anh mới nói là bây giờ anh đâu có biết chữ đâu mà anh đặt được cái gì trên mạng cho em đâu. Thôi mua bong bóng đi, có gì đêm đó về anh thổi cho. Dễ thương quá. Rồi xong rút rồi có bầu rồi có ở với vợ thường xuyên không hay là phải đi đá banh suốt? Dạ đi đá banh suốt, mà lúc đó là mọi thứ để em làm hết. Cả ngày đám cưới là em một mình em làm hết. Như là chỉ có ba mẹ chồng em là đi xem ngày thôi. Rồi về là đặt hoa hay là làm quần áo này kia là em làm hết. Giống như là ổng chữ có đi về đặt vô cái vị trí đó vào cái ngày đám cưới rồi đi ra thôi. Rồi có tuổi thân không? À dạ có. Trong lúc đó thì em rất là tuổi thân. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình thương ảnh, mình yêu ảnh thì mọi chuyện nó qua đi nó không. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi?
À, dạ hiện tại em hai vợ chồng em cưới nhau được 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng, bé được bao nhiêu? Dạ bé của em là được 7 tháng rồi. 7 tháng, trai gái? Dạ, vậy bé gái ạ. Wow, dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Rồi bây giờ trong 1 năm mấy ở với nhau có bao nhiêu tật xấu gì của ảnh lòi ra không? Bây giờ là đến lúc khui rồi đó. Dạ có nhiều lắm. Mỗi lần mà ảnh đi tập về mà ảnh về với vợ với con á là đồ là quăng tứ tung luôn, để một nơi một góc là em phải đi gom em giặt. Bừa bộn. Dạ bừa bộn. Rồi cái thứ hai là đi ra ngoài đường là không bao giờ bận quần xà líp hết. Em chẳng hiểu là lý do tại sao mà lại như vậy. Chỉ có đi đá banh thôi, hoặc là đi đám cưới đám tiệc thôi. Còn ngoài ra là bất kể gì bước ra ngoài đường là không bao giờ bận. Để lòng thòng lến thế thì đi ra đường. Trời tả lòng thòng lến thế. Sao vậy Phương? Tự trong đá banh mặc hoài á, nó nóng nực quá. Đi mà lâu mình mặc đồ chơi mình mặc hỏi mặc cho nó thoải mái mà. Cho nó khỏe con người. Dạ khỏe. Đồ bữa nay có bận không? Dạ có. Chắc ăn vậy đó mà. Cái này cũng phải là tánh xấu em ơi. Cái này là cái tật dễ thương thôi. Còn gì nữa nè? Như là em thì em sanh xong cái em hay quên. Mà ảnh tính ảnh là cực kỳ dễ quên luôn. Lại vừa nãy vừa ngồi ở trọng nhớ chị Hồng, nhớ ra chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Ngồi lắm bấm hoài ra cái quên. Hay quên. Bởi vậy cho nên quên vậy mới quên chữ đó. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà có nick Facebook không? Chồng có chơi Facebook không? Dạ có. Rồi ông không biết chữ sao? Là sao đăng? Dạ, ông đăng cái gì? Dạ mỗi lần mà ảnh đăng hình á là bạn bè mà muốn biết là ảnh đăng á dễ lắm. Tại anh để có cái icon cười nhẹ cái là biết. Còn mà mỗi lần mà muốn biết vợ ảnh đăng á là em sẽ ghi chữ. À là biết hôm nay vợ nó đăng chứ không phải là nó đăng. Rồi những cái trường hợp mà như là bạn bè của ảnh hay là huấn luyện viên hay là những người mà nhắn tin cho ảnh về công việc hay gì đó là mọi thứ đó là đều là em nhắn hết. Em sẽ đọc, em sẽ là người đọc cho ảnh rồi ảnh nói là em sẽ là người nhắn. Dạ. Rồi, còn gì nữa? Cái nít ngủ thì còn đẹp nữa. Đi ngủ hả miệng không à? Hả miệng trời. Dạ. Cái đó là không phải thật xấu đó, người ta không có kiềm chế được đâu. Anh cũng hả họng hoài. Con với lại chồng em thì y chang luôn, hai cha con nằm kế bên ngủ toàn hả miệng ra đương trời. Tới người đàn ông. Thế em đó Phương. Dạ đúng rồi. Kể đi. Xấu cái ngồi đâu bấm thổi. Nó phải xài luôn điện thoại của nó, xài luôn điện thoại của em đó. Thì xài hai cái luôn, xài thì đó em thì luôn nó à. Phải bấm đó. Dạ. Rồi cái đập cái gì cũng đăng. Này cũng cầm điện thoại ra chụp hai anh chị lại đăng luôn vậy. À vậy hả? Còn gì nữa? Có hay đi mua sắm nè. Có tiêu xài, có cằn nhằn cử nhử chồng. Dạ cái chịu sắm nhiều. Dạ em chỉ mua. Mua gì? Mua online à? Mua online à. Coi suốt là chim bán quần áo cái gì cũng mua. Vậy không hả? Ông Tú không có tiền, có tiền em mua hết. Có ghen không? Giờ có ghen không? Đó, em đi đá banh vậy là có đi đá xa về này kia nọ có hay ghen em không? Dạ cũng không. Dạ tại đâu biết chữ đâu ghen. Bây giờ có những cái cô gái mà nhắn tin cũng đâu biết đâu đọc, không biết đâu trả lời. Có mấy cô nhắn tin tự trả lời vô cho trả lời. Có mấy cô nhắn tin fan hâm mộ nhắn tin thì em tự trả lời luôn. Dạ, tự giả em trả lời luôn. Nói anh nè, anh đang làm gì? Nói anh đang ngồi chơi. Tự trả lời đó, bắt thử đó. Chà cũng nguy hiểm mà ha. Nguy hiểm. Đó, vậy nhân đây thì có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì không? Dạ bà xã em thay đổi bớt bấm điện thoại lại, bớt mua sắm lại, chăm con chút, em về cái thảy với em thôi. Rồi tới Lý. Em thì em mong muốn chồng em là cố gắng học được cho nó có cái chữ, với lại tập nhớ dần dần những cái, tại vì chồng em cực kỳ dễ mau quên luôn. Em mong là anh dễ nhớ một chút. Bây giờ chị nói nghe nè, em phải cảm giác vậy nè, giống như là nếu em không biết chữ thì xung quanh em người ta làm cái điều gì thì em cũng không thể nào nắm bắt được. Dạ đúng rồi. Bây giờ em phải đi bác sĩ, phải uống thuốc thì mới có thể cái chuyện mà nhớ cái này, nhớ cái nọ, nhớ cái kia mới được. Đúng rồi. Thì từ từ em sẽ tạo được cái việc là em tập trung vào một cái việc mình làm thì là lúc em sẽ học được chữ. Đó chứ em phải đưa cái đưa chồng đi nha. Dạ. Chứ còn không là không bao giờ em nhớ được luôn. Dạ, đúng. Nó là bệnh mà. Em phải kiên trì trong cái chuyện đó. Nhân hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son và với một cái việc gọi là tất cả mọi người đều mong muốn em phải biết chữ. Dạ. Đó, phải cố gắng học, phải nhớ thì bây giờ có lời hứa là học. À, em gán biết chữ lo con bảo em vệ, đúng rồi vợ, bảo vệ vợ bảo vệ con rồi. Bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn hai em, chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc. Chào em. Anh cũng trải qua nhiều lần qua va bắp này kia thì anh nghĩ là khi mà gặp nhau như vậy thì mình không còn có thể là tìm được người nào tốt hơn nữa, thì tụi mình nên quen nhau.